gặp lại các bác trong cái video bike check của bên xe đạp bikepacking. Thì cứ mỗi lần làm cái video bike check này thì mình cảm giác rất là háo hức. Mặc dù đây là cái xe mình đi mượn, xe không phải của mình nhá, mình đi mượn của bạn để mình mượn để bike check, thì cái xe này quá đẹp. Và mình sẽ cụ thể, không mất thời gian các bác phải đi vào luôn. Đầu tiên sẽ là cái khung sườn của xe. Cái khung sườn của xe thì hãng này là Velo Orange. Cái hãng này rất là nổi tiếng này. Các bác, nếu như các bác chơi đồ component, các bác sẽ nghe ai nhiều rồi. Cái khung sườn này là có dòng là Pass Hunter. Và cái màu sơn là màu Cool Blue. À, rất là đẹp, nhìn ở ngoài đẹp cực kỳ luôn. Cái size của cái khung sườn này là size small, hay gọi size S. Cái seatup của con này là 470 nhá. Thì nó sẽ tương tự như con Soli khoảng 46 đấy. Cái trước mình đi cái Soli 46. Và cái top tub của nó là 520. Cái thông số như vậy nó sẽ phù hợp với cả các bác có chiều cao loanh quanh khoảng 1m6, khoảng 1m58 đến 1m62, 63 gì đấy. Như mình là 1m6 thì mình đi cái xe này là vừa luôn, đẹp luôn. Và cái tay cái dòng này các bác có thể build gravel nhá. Tại vì cái hãng phân ra cái nhánh của khung này là gravel. Nên mà các bác có thể build gravel, nghĩa là tay drop 3 cũng được. Nó rất hợp cho dùng tay drop 3. Tiếp theo nó sẽ là đến bộ group set đi. Cái bộ này là dùng bộ giò hay bộ crankset ấy của Veno Orlando này. À, các bạn nhìn thấy chưa? Cái bộ này là bộ hai nhân, nghĩa là có hai tầng đĩa, một tầng nhỏ và một tầng lớn. Tầng nhỏ có thông số răng là 30 và tầng lớn thông số răng là 46. À, bộ này thì là CNC của Veno Orlando thì mình không phải bàn về độ đẹp, nó quá đẹp rồi. Nhìn rất đẹp và cái giá tiền của nó cũng rất vừa phải. Loanh quanh đâu khoảng 180-200 đô gì đó là được cả bộ này rồi. Tiếp theo là đến phần đằng sau là phần cùi đề này. Cái này cùi đề đằng sau là của Dura-Ace, là cái dòng cao cấp nhất của dòng road rồi. Củ này thì cực kỳ mượt. Và clip là chạy 10 speed đằng sau, là chạy từ 11 cho đến 36. Đó, 30-36 thì các bác có thể chén được cái dốc khoảng loanh quanh 10%, vẫn có thể vô tư. Và tùy sức người, nếu như khỏe nữa thì mình không nói. Còn đâu bình thường thì vẫn có thể leo được mọi đa phần là địa hình rồi. Còn cái đĩa lớn của nó là 46-11. Thế tỷ số 46-11 này thì nếu như chạy với bánh 275 ấy, các bác nào mà đạp chân khỏe thì mình nghĩ là trên 40 km/h là chuyện bình thường. Cái phần đầu nha, phần đầu, toàn bộ phần đầu thì là sẽ nói phần chén cổ. Chén cổ thì dùng của Veno Orange. Cái loại này cũng khá là ngon, nhưng mà cái này là bắt lưu ý nha. Cái này là cổ nở nhá. Ở dưới là dùng 44 và trên là 34. Nó sẽ nở ra ở dưới. Thì cái điều này giúp cho các build gravel có thể bác lắp càng carbon và đi được luôn. Nó rất là hay chỗ này này. Và cái này là màu bạc, rất là đẹp. Cái tay phanh là dùng của Veno Orange lốt nhá. Cái tay phanh này thì CNC, rất là đẹp rồi. Tay phanh này mình đã giới thiệu xe của mình thì sử dụng cái bộ này. Đến cái phần chuyển số nhá. Các bác nhìn đây là phần chuyển số của cái clip sau bên phải và bên trái là của cái đĩa trước. Đó. Thì mình nói là cái chủ xe này build rất kỹ. Tại sao? Bởi vì tất cả nó là bạc hết. Các bác nhìn cái đầu này, đầu cực đẹp luôn, bạc gần như là không có bị chi tiết nào thừa. Đến cái kẹp dây đầu này cũng bạc này. Chiếc xe mà từ cái chi tiết nhỏ, các bác để ý cái khuyên cổ này, xuyên tim, đó là của Simwork. Chủ xe là build cực kỳ kỹ, nghĩa là kỹ từ cái khuyên cổ trở đi. Cái quan điểm của mình ấy, thì một chiếc xe mà build kỹ, build đẹp ấy, là nó phải chi tiết nhỏ, nó cũng phải trau chuốt, tỉ mỉ. Stem là của Soma nhá, nó cùng màu với cả cái khuyên cổ luôn. Cái này là không phải là màu silver đâu, cái màu này nó dạng là màu mạ bóng ấy. Nhìn nó sâu, nó bóng hơn nhiều so với các bác dùng silver bình thường. Đó, nhìn đẹp lắm. Cái cổ này là mình đánh giá là cực kỳ chi tiết cái cổ này. Và cũng tốn khá tiền đấy, chứ không phải là ít đâu. Nếu như các bác nào đã xem cái video bike check cái xe Surly của mình ấy, thì nó cũng sẽ dùng cái số dạng như thế này. Cái số này là gì? Là số vô cấp này, các bác nhìn này. Đó, nó sẽ có cái, nó sẽ kéo đẩy vào lực thôi. Chứ nó không có cái số tạch bấm xả như cái bộ bình thường các bác hay thấy ở Shimano hay SRAM ấy. Cái bộ này nó có cái ưu điểm là gì? Là đẹp, gọn, thì ai nhìn thấy rồi. Và các bác có thể kéo một phát đến tận mấy số lượng được. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì nó sẽ không thể nhanh và thuận tiện bằng cái bấm xạ bình thường được. Đó. Nhưng mà chủ xe phải chấp nhận thôi. Chấp nhận ở cái mức là mình chọn giữa cái đẹp và cái sử dụng thuận tiện hơn. Nhưng mà cái bộ này mình thấy nếu như sử dụng quen rồi thì nó cũng không có gì phải khó cả. Như mình bấm một tí là mình thấy là cũng nhanh, không có vấn đề gì khó. Nói đến phần nốt là phần ghi đông này. Các bác nhìn phần ghi đông này. Cái phần ghi đông này thì cái chiều gọi là chiều rộng của ghi đông ấy nó khá là hẹp. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là nó cho cái xe này là cho nữ đi. Cho nữ đi thì cái vai của phụ nữ thì bao giờ cũng hẹp hơn vai của đàn ông rồi ạ. Thứ hai là gì? Nó các bác hay để ghi ông cắm cong 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 không? Nó cong có độ bách về. Đó. Khi nó bách về thế này thì nó sẽ cho tư thế ngồi thoải mái hơn. Các bác nhìn là cái ngồi, cái tư thế ngồi ấy nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu, ví dụ chủ xe là ai và cái mục đích di chuyển là gì. Những cái tư thế như này thì mình thấy là nó ngồi sẽ cái độ thoải mái rất là cao.
cao hơn bình thường, nhưng mà về cái mặt gọi là thể thao hay là đạp để lấy tốc độ ấy, thì nó sẽ không thể bằng được cái ghi đông mà nó đưa về phía trước một tí. Thì khi đưa về phía trước thì trọng tâm người nó sẽ dồn về trước, hoặc là cái tư thế đạp nó sẽ núp xuống được, thì nó sẽ đạp được cái tư thế đạp tốt hơn, mang lại cái vận tốc cao hơn. Cái xe này là dùng nguyên cái bộ bánh bộ này, có hub của Veno Orange này, vành của Veno Orange luôn này, căm này của Sapim đó. Cái bộ này là bánh bộ được bán trên web của Veno Orange, thì cái bộ này thì mình đánh giá là trong tầm tiền của nó thì không có nào qua được. Bộ này quá ngon rồi, mình đã đi rồi và mình so sánh với cái bộ đắt hơn tiền hơn rồi, mình thấy là với tầm tiền con này thì chất lượng mang lại cực tốt. Tiếp theo là sẽ đi cái lốp này là của hãng Teravai đó. Cái dòng Rampart, cái cỡ lốp đây, cỡ lốp là 650B nhân 47 đó. Thì cái lốp này là lốp chọc nha các bạn, hay gọi lốp chọc. Cái gai, cái vân nó ít, lốp chọc thì nó sẽ lướt hơn khi các bác đi ở trên đường. Thì cái mục đích build cái xe này, nó là xe để đi hàng ngày, đi trong phố á, nên là không cần thiết phải đến cái lốp nhiều gai. Thì cái lốp này mình đánh giá là rất là ngon và mình đã dùng cái này rồi, không có gì để chê cả. Mình sẽ nói về phanh nhá. Phanh thì con này là dùng phanh của TRP, một hãng rất là nổi tiếng về làm phanh rồi. Cái con này nó là phanh cơ hoàn toàn đó, nó dùng đĩa luôn của TRP. Cái bộ này thì là bộ cũng là ngon cho tầm tiền này, thì mình nghĩ là không có nào qua được cái bộ này đâu. Pedal này, pedal của MKS, cái con này gọi là XC3 ấy, nó là cái pedal như là ai cũng biết rồi, nó gọi là, các bác gọi là pedal bể gấu ấy. MKS thì mà hãng làm pedal thì rất nổi tiếng của Nhật, đa phần các xe bây giờ ở đây toàn chọn MKS thôi, dòng nào thôi, chứ còn dòng MKS thì là không phải chê về chất lượng rồi. Đây là cái rack mình rất là xinh này. Cái rack này phần trên các bác nhìn này, nó sẽ rất giống con Nito M18, nhưng mà nó bắt ở dưới, nó bắt sâu ở đây này. Đó, cái vị trí bắt rack là cái khung ở đây này. Nó đánh giá là khỏe hơn con Nito M18 nhá các bác nhá. Cái rack này thì của Veno Orange luôn, hoàn thiện thì cũng khá là đẹp, nhưng mà mình thấy là nó không bằng con Nito đâu. Con Nito ngon hơn, trước mình dùng rồi. Đó, đây là cái phần yên. Cái yên xe này là của Brooks. Đó, dòng là dòng B17 standard, nhưng mà nó là cho lady, nghĩa là cái bề, nghĩa là cái chiều dài của nó ngắn, nó short á, thì các bác để ý là cái xe bình thường nó sẽ dài hơn một tí, còn cho nữ ấy, thì nó sẽ làm hẹp đi, ngắn đi. Đó, thì các bác để ý cái này là bản short là của nữ, cho nữ dùng, và đi kèm đó là cái bộ tay nắm grip cũng của Brooks luôn, hai cái này nó cùng màu với nhau. Đó, một cái xe kỹ hay không các bác để ý này, cái tay nắm, cái yên và cái màu lốp nó là hông, nó hơi cái tông nâu, nó vàng vàng giống nhau á, thì cái chủ xe cũng rất là biết chơi, chọn cái màu nó đồng nhất với nhau thì nhìn tổng thể xe nó không bị rối. Đó, đây là cái chuông. Cái chuông này thì các bác nghe tiếng nó thấy vang không? Rất là vang đúng không? Đây, mình sẽ dí vào tí nữa này. Cực kỳ vang luôn. Chuông của Crane của Nhật thì miễn bàn, cực kỳ ngon, và nó cũng là màu bạc, nó hợp với cái đầu xe. Đó. Nó ngoài cái việc là báo hiệu cho người ta biết là có xe đạp đến, hai là nó còn đủ trang trí nữa. Nhìn cái đầu xe nhìn nó không bị trống. Đôi lúc nhìn cái đầu xe nó trống quá thì cũng không hay. Thêm một cái chuông vào nó không có thể không bóp đâu. Nhưng mà đôi khi nó là điểm trang trí rất là đẹp. Cái phần cọc yên các bác để ý nhá, có một lưu ý cọc yên này. Cái này gọi là cái seat post clamp ấy, hay các bác gọi là kẹp cốt yên ấy. Cái này là cũng hàng hiệu nhá, cái này của Phil nhá. Phil là của Mỹ á. Cái này làm cực đẹp luôn ấy, đắt. Đồ này cũng là đồ đắt tiền này. Cái đồ nhỏ này mà chơi cái đồ đắt ấy thì là chủ xe là rất là chịu chơi. Cọc yên là của Veno Orange. Đó. Cái lưu ý mình muốn nói đây là gì, là các bác khi các bác mua một cái khung sườn này, Pass Hunter này, đi kèm nó sẽ không cho các bác một cái kẹp cốt yên đâu. Các bác phải tự mua ở ngoài. Đó, các bác lưu ý nếu như các bác nào tính build xe ấy là phải tính luôn cả cái này nữa. Cái thời lượng của video không cho phép quá dài, nên là mình chỉ nói qua cái từng phần nhỏ để build lên một cái xe tổng thể như này thôi. Khi các bác build một cái xe ấy, thì các bác có thể tùy chọn theo cái nhu cầu đi lại của mình là chủ yếu, và thứ hai là cái ngân sách của mình nữa. Nhu cầu đi lại là gì? Thứ nhất là build cho nữ sử dụng. Đó, các bác để ý cái đồ toàn là cho nữ thôi. Và thứ hai là cái ghi đông nó có bách lại này, nó dáng ngồi thoải mái, phù hợp với cái việc là hay di chuyển trong phố hàng ngày, chứ không phải là nhu cầu đi lại cũng không cần phải là đi quá nhanh. Đi mình đi mang lại sự thoải mái, là mình đi không phải quãng đường quá dài, mình đi quãng đường ngắn thôi, thì mình chọn cái đồ sao cho nó phù hợp, cho nó chuẩn với cái nhu cầu là cái tối quan trọng khi các bác chọn đồ để build một cái xe. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video đến thời điểm này. Tại vì nếu như các bác thấy video này hay hấp dẫn thì hãy cho mình một đăng ký kênh và nhớ bấm nút chuông. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video bài check tiếp theo.